Bà là ai vậy? Ở đây là đâu? Cậu muốn thoát ra khỏi đây á thì cậu phải làm giao kèo với ta. Cậu kiếm cái người nào đó hay làm cho cuộc đời cậu cảm thấy khó chịu á. Ý nghĩa mình muốn mang đến là khi mà mình giữ một cái mối hận thù trong lòng và mình muốn trả thù thì nó sẽ chẳng đưa mình đến đâu cả. Khi chúng ta gieo một cái điều gì đó tiêu cực với một người khác thì sớm muộn cái điều đó sẽ xảy ra lại với chúng ta. Và nếu mà cuộc sống mà chỉ có những cái sự mà hận thù bạn gieo đi và bạn nhận lại một cái vòng lặp tiêu cực đó thì cuộc sống của bạn nó sẽ rất là tối tăm. Nếu cứ tu hành như vậy nó sẽ tạo ra một cái vòng lặp luẩn quẩn và không có hồi kết. Thật tình mà nói thì cái bộ phim của tụi mình là một bộ phim hơi bị hắc não, và để mà vận dụng ra cái kịch bản này cần nhiều chất xám và công sức lao động miệt mài của tất cả các thành viên trong nhiều tuần liền. Ban đầu thì tụi mình viết script về tiếng Anh bởi vì nhóm của tụi mình có cả các bạn nước ngoài. Sau đó thì tụi mình phải dịch cái kịch bản đó sang tiếng Việt. Và có một cái trở ngại đó là câu từ tiếng Anh thì nó sẽ khác với tiếng Việt khá là nhiều. Also, we had lots of holes in the story and things that didn't match, because we wanted to create a story that will show a loop of human selfishness and greed. And it took a lot of brainstorming. And to blend in that intensity of the strong scene, but also have the funny bits of the interaction between the characters, it put a lot of pressure on the sounds, because it is the sound that create the mood of the movie. The trouble is there's a lot of noise in God's place, so I had to listen very carefully to the ambient sound if there's any random sounds in the background. Hoặc là... 네, 저는 촬영 현장의 모든 세트와 소품들을 관리하고 책임지는 역할이었어요. 메인 캐릭터의 사무실 같은 경우는 정말 텅 빈 공간이었는데 그걸 정말 사무실처럼 만들기 위해서 서류 뭉치들이나 펜 같은 자잘한 소품들을 사용해서 리얼하게 사무실처럼 보일 수 있도록 그렇게 노력을 했고요. 극을 이끌어가는 소품 중 하나인 바둑 같은 경우는 정말 전문가의 도움을 받아서 실제 경기를 그대로 재현해서 그게 긴장감을 높였습니다. 네, 일단 세 개의 다른 장소와 세 주인공들이 각각의 다른 성격과 사회적 위치를 갖고 있어서 그거에 맞는 각각의 소품을 준비하는 게 굉장히 어려웠던 것 같습니다. Mọi người cũng đều biết là dịch Covid thì nó khá là nghiêm trọng và đất nước mình cũng đã phải lockdown nhiều lần, cũng phải cách ly. Nhưng mà rất là may là tụi mình quay trong cái thời kỳ mà không có ca nhiễm mới nào nên là luật lệ cũng được nới lỏng một tí thì bọn mình dễ thở hơn khá là nhiều. Khi mà bọn mình quay cảnh tai nạn thì bạn đạo diễn không có cầm máy mà sẽ trở thành người lái xe ngay cái cảnh nhân vật Hiếu nhặt tài liệu và xém nữa là bị tông xe máy. Thì mình khá là run bởi vì mình quay ở góc gần bạn đạo diễn thì lại phóng xe khá là nhanh. The car crash scene is pretty dangerous, so we had to be very careful in order not to hurt anybody around, and neither the actors nor the production team. Đầu tiên thì cái vai diễn ông trời này là một cái vai rất khác so với những gì mà mình từng thể hiện. Tại thì trước đây thực ra là mình không có mạnh về thể loại hài. Thường thì đóng bi kịch, chính kịch, drama, những cái thể loại đó hơn. Còn cái vai ông trời thì nó hơi hài hước một chút xíu. Thì nói chung là cũng hơi áp lực. Về việc thể hiện thì mình nghĩ cũng có chút khó khăn, tại vì đó không phải là một phần là không phải bản thân mình, thì mình phải kiểu phải xem phim hoặc là quan sát lúc mà người những cái con người ác họ sẽ thể hiện như thế nào. Những cái khó khăn đó giống như là khi mà mình cảm thấy hơi rơi ra nhân vật là được các bạn trong team của Đức Production nhắc mình liền, là có lúc đó là mình sẽ kiểu mình biết là mình hơi over hay hơi quá lơ ra nhân vật.
chỉ được nhắc cái đó thì mình nhập vô lại. Hiếu là một người, là một nhân vật khá là thú vị. Bản chất của Hiếu là một người lương thiện, nhưng mà cái sự lương thiện đó ở bên trong Hiếu nó rất là mỏng manh. Và mình khá là thích cái điểm này ở nhân vật. Còn thú vị như thế nào, mỗi cá nhân các bạn sau khi xem phim xong á, thì các bạn sẽ có được những cái đúc kết riêng trong cái nhân vật này. Mình mong các bạn sẽ xem bộ phim này và enjoy the show. Goodbye. Quack quack.